Ý là mình đã đi một cái hành trình 8 năm rồi. Ngày năm năm nay á, thì Vân nghĩ đến một cái lúc nào trong cuộc sống của mình á, mình làm từ thiện không phải là để nhận lấy những cái hào nhoáng hay là những cái nụ cười hay những cái bắt tay hay những cái giao tiếp nào nữa, nhưng mà đến một cái khúc nào đó trong cái cuộc sống của mình làm từ thiện, cái cảm giác như là mình tìm lại cái bản ngã của mình, tìm lại cái sự bình an trong cái con người của mình, và làm như thế nào để mình có thể chia sẻ đi và cho lại cho cuộc sống. Một hành trình 8 năm là quá dài, nhưng mà thực chất cứ mỗi năm vẫn cứ lại đau đáu cái giấc mơ là làm như thế nào để có thể tiếp tục cái cuộc hành trình này. Quả thật đây là một cái hành trình giống như là tìm cái cỏ bốn lá vậy đó. Giống như Xuân Phạm cũng gửi cho cái thông điệp qua cái bộ phim lần này, có nghĩa là cái gì cũng có thể mất, nhưng mà niềm tin thì mất. Và cái gì cũng có thể cho, nhưng mà cái mà có thể đắt nhất khi mà mình cho đó là cái may mắn. Thì với cái chủ đề năm nay đó là Tứ Diệp Thảo, thì nó nói về niềm tin, hy vọng, tình yêu và cái lá cuối cùng là may mắn. Dĩ nhiên khi mà tổ chức cái chương trình này á, vẫn không thể nào thành công, không thể nào có 1.520 em sống lại nếu như không có quá nhiều sự đóng góp và tiếp sức của tất cả mọi người ở mỗi một cái lĩnh vực khác nhau, từ anh chị em nghệ sĩ, những nhà sản xuất phim trong quá trình qua, những anh chị em báo đài, những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ, tất cả mọi người cùng đồng hành đóng góp, và tất cả mọi người đã cùng làm nên cái sự thành công này. Đến với năm nay, với chủ đề Tứ Diệp Thảo thì Vân cũng giống như ekip của mình lại mong muốn làm nên điều kỳ diệu là chúng ta có thể cứu thêm nhiều em bé nữa. Giống như Vân nói, mình không thể nào làm một mình, bởi vì một chặng đường nghèo quá dài, năm nào cũng vậy hết. Đáng lẽ là năm nay, Tứ Diệp Thảo cũng giống như là Bánh Xèo Cuộc Đời 8 được như hàng năm tổ chức vào tháng 5. Nhưng mà bởi vì Vân cũng xin thú thật là Vân quá bận, bận cho những dự án riêng của mình, bận cho công ty, bận cho sản xuất phim, bận đi bán phim, bận cho tất cả những cái lo toan đời thường của cá nhân. Có đôi lúc Vân cảm thấy Vân quên đi chính bản thân mình nữa. Rồi khi mà mọi người nhắc tới Vết Sẹo Cuộc Đời thì Vân lại cứ hỏi mình, rồi mình có thể làm được gì cho nó. Nhưng mà khi mà nhìn lại một cái chặng đường, nhìn lại tất cả các em và nhìn những em chưa được cứu, thì Vân lại cảm thấy rất là chạnh lòng. Thực ra Vân không có làm gì cả, Vân chỉ là người cầm cờ để kêu tất cả mọi người cùng chung tay để đi thôi. Thì cái công sức này nó không có là bao nhiêu cả, bởi vì mình còn quá trời nhiều em. Mình có hơn 30.000 em, và bởi vì cái chương trình càng ngày càng lớn ra thì càng nhiều em gửi những cái sự cầu cứu về để có thể cho các em được cứu. Bởi vì thế thì Vân nghĩ rằng là không làm cũng không được, mà Vân làm thì mọi người cũng phải làm với Vân. Vân làm thì dĩ nhiên Vân chỉ có một thôi. Không biết là cái gì mà mình phải làm lâu, làm dài, làm hoài thì mình cũng ngán ngẩm lắm, mình không có tập trung, mình sẽ thiếu sót. Nhưng mà phải có anh chị, tất cả anh chị báo chí, tất cả anh chị báo đài, tất cả anh chị em nghệ sĩ, những người cùng đồng hành với Vân thì mình mới làm được. Bởi vì các em là cần cứu, các em là có thật, và các em phải được mổ. Bởi vì nếu mà chúng ta không làm thì các em sẽ mất đi những cái tính mạng đó, bởi vì các em là tương lai của mình, cho nên bắt buộc phải làm. Và vì thế, nhân đây thì xin cho Vân gửi lời cảm ơn, bởi vì có quá nhiều người cùng trong đồng hành trong cái dự án này. Trước tiên là cảm ơn Vina Capital, Thanh Đoan Lâm và Robin Brad từ Quỹ Hot Beat Việt Nam. Đây là những nhà đồng hành đã khởi xướng lên dự án và cũng đã đồng hành và liên tục, có nghĩa là không ngừng nghỉ trong suốt một chặng đường rất là dài. Vân đã làm 8 năm thôi, nhưng mà họ đã làm hơn 10 năm. Thì họ đã cứu còn nhiều hơn nữa, với là 1.500 em. Thì Vân xin cảm ơn cái sự đồng hành này, Vân rất là trân trọng nó. Cảm ơn tất cả những anh chị em nghệ sĩ, những người đã đóng góp, đã từng đóng góp và sắp sửa đóng góp, giống như là Jun, rồi Nhân, rồi Phượng, rồi cho chương trình năm nay, rồi những người đã cùng đồng hành những chương trình trước. Cảm ơn những người đã cùng chung tay tham gia để làm cho cái dự án này được nổi tiếng, được nhiều người đóng góp hơn. Cảm ơn những nhà tài trợ, những mạnh thường quân, những anh chị em báo đài, những cái viết đã giúp cho cái chương trình này được nhiều người biết đến và được nhiều người cùng hỗ trợ thêm nữa.